Các bạn nữ thông minh lắm, và các bạn nữ hay nói một câu đó là đàn ông của các anh là sao ạ? À, đàn ông của các anh ai cũng giống nhau cả. Vậy mà các bạn nữ lại mất rất là nhiều thời gian để tìm một người yêu, đúng không? Tại vì có những đứa mình yêu nhưng mà không gần được, còn có những đứa yêu mình nhưng mà không ừ được. Các bạn thấy không? Có một bạn gái bạn rất là sợ bị bồ đá, cho nên bạn này mới hẹn chàng trai ra công viên và nói với chàng trai rằng: anh, hôm nay em có một sự thật muốn nói với anh. Thì cái chàng trai cứ nói rằng là: có gì em cứ nói đi. Cô gái nói rằng là: anh, em không có đẹp. Chàng trai nói: ôi, tưởng chuyện gì, anh đâu có cần hoa hậu đâu. Cô gái mới nói tiếp: anh, nhưng mà em không biết nấu ăn. Cái anh kia nói: ôi giời, chuyện nhỏ, anh đâu có cần đầu bếp đâu. Bạn gái cứ nói tiếp: anh, nhưng mà em là không biết làm việc nhà luôn. À, chàng trai nói: ôi trời đất ơi, tưởng chuyện gì, anh đâu có cần ô xin đâu. Bạn gái cảm thấy cảm động quá và nói với chàng trai: anh, nhưng mà sao anh lại rùng lường với em như vậy. Chàng trai nói: thì đơn giản thôi, anh đâu có cần em. Bạn gái này á, bạn đang mắc phải một cái loại virus, đó là mang tên là ATSM, ATSM, ảo tưởng sức mạnh.